Nay mình giới thiệu món cá rô phi sốt cà chua nhá. Đấy, nguyên liệu chuẩn bị gồm 3 con cá rô phi. 3 con cá rô phi đã được rán. Rán vàng, rán chín vàng rồi. Đấy. Đây này. Mình muốn cá rô phi rất là dày. Cá rô phi dày rất là ngon nhá. Đấy. Thấy không? Mình cá rô phi rất là dày và ngon. Đấy là mình đang nấu nước nước cà chua. Đấy. Nước cà chua để sốt. Đấy. Chúng ta nấu cà chua này bao gồm chúng ta đảo cà chua đi, xong rồi cho ít nước vào. Cả nước mắm, muối, mì chính. Xong rồi đun làm sao nát cà chua đi. Đun nát cà chua. Cho cà chua thật nát, thật nhuyễn đi. Bắt đầu thả cá vào. Đấy, nước rất là ngon. Nó lại vào. Đấy, tiếp tục đun. Khả năng là nước sốt được rồi. Đấy, nước sốt được rồi. Mình sẽ đấy, nước sốt ngon lắm. Thể thử nêm nếm nhá. Thử nêm nếm cho nước sốt ngon. Đấy. Này xong là ta sốt cá khi mà nó sệt sệt. Cá nó sệt sệt là ta có thể cho hành và thì là vào. Ta sẽ bắt ra ăn rất là ngon. Đấy, mình cho cá vào nhá. Đó. Đó, vào. Nghe có vẻ là chỉ 2 con vừa nổi, 3 con hơi nhiều. Đó. Ba con này là đúng hơi nhiều, 2 con hơi nhiều. Chúng ta làm sao để cho con cá nó thấm nó ngập vào cái nước sốt này để cho nó đấy cho nó tẩm ướp cái nước này cho nó ngấm nước cho nó ngon nên con cá nó sẽ ăn nó có vị đậm đà. Đây là món cá sốt cà chua ở Hạ Long nhé. Món cá sốt này là để ăn với cơm. Hiện tại là hôm nay là đến ngày 18 tháng 12 2018. Nhiệt độ Hạ Long đang có khoảng trên dưới 20 độ. Để chúng ta làm cái món cá sốt cà chua này thì ăn với cơm thì tuyệt vời luôn. Món cá rô phi sốt cà chua này ăn với cơm là cũng là một món ẩm thực của người dân Hạ Long là thường ăn hàng ngày. Đấy. Cách chế biến thì cũng rất là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Mọi người nếu mà thích nó ngon hơn thì cầu kỳ hơn có thể là cho thêm nhiều cái loại gia vị nữa như cái rau húng, rồi rau thơm, rồi thì ngổ, rồi thì hành thì là.
Thế còn nếu đơn giản thì cần quả cà chua này cũng được. Quả chua và mắm, muối, mì chính, hạt tiêu. Sau khi mình đun nhỏ lửa om một lúc là nồi cá nghe vẻ rất là ngon rồi. Đấy, bốc hơi. Chúng ta để nhỏ lửa nhá. Nhỏ lửa nó mới ngon được. Đấy. Đấy, mở thử ra xem nhá. À, ngon quá, thơm quá. À, úi giời. Ấy, thơm chưa? Rất là thơm nhé. Rất là thơm nhé. Đảo lật lên tí. Đó. Như này là miếng nào cũng miếng cá nào là cũng được ngấm nước dùng này. Nước dùng cà chua này. Đó. Nước dùng cà chua này rất là ngon. Thử tí cà chua xem nào. À, đậm đà ngon quá. Đậm đà chất lượng ngon. Đấy, bây giờ mình chỉ việc là đun cho nó cạn nước. Đun nó cạn nước sệt sệt là được. Đấy, con cá nó sẽ rất là ngon. Đấy, tiếp tục đun nhé. Đấy. Chúng ta tiếp tục đun nào, giờ mở vung ra xem ổn được chưa. Wow, sủi ngon quá, ngon chưa ấy, rất là ngon, khói nghi ngút. Ngoài trời đang lạnh à, làm món cá này ăn với cơm còn gì bằng nữa. Đấy, miếng cá từng con một vẫn không thay đổi nhá. Đấy. Chúng ta đun một tí nữa thôi, đun một tí nữa thôi cho nó nước nó sệt sệt lên là có thể ăn được. Và thêm miếng cá nữa. Cá rô phi rất là dai, thịt ngon. Cái nước này mà tưới cơm ăn là cũng là ngon lắm. Thấy chưa? Ngon không? Nước nó sền sệt rồi. Bây mình bắt đầu cho ra. Để cho ra nhá. Rồi, tắt bếp. Wow, ngon quá đây. Đấy. Con cá đã được rán rồi cho nên cá rất là chắc. Đấy, cho ra đĩa này. Nay là mình nấu là mình lười không đi mua rau, gia vị. Đấy, cho nên là đấy, cho nên là không có rau nhưng mà có cà chua này là ngon lắm rồi. À, ấy ngon chưa? Đấy, ba miếng cá ngon rất là ngon. Đấy, nước cà chua sệt sệt hết rồi. Đấy, nước cà chua nhá. Nước cà chua cực nhuyễn luôn. Đấy, chúng ta đổ lên. Đổ lên chóc lên trên. Ngon chưa? Ngon chưa? Ấy, ngon chưa? Bà con thấy ngon chưa? Thấy không? À, ngon quá, tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Đấy, bà. Đây. Cảm quan của cá nha, sốt cà chua. Có rau xanh và nữa nhìn nó đẹp. Đấy, bây giờ tiến hành là ăn cơm. Đấy. Đấy, bữa cơm mình rất là đơn giản nhé. Mỗi cơm, cá sốt cà chua nóng. Đấy, ngon, rất là ngon nhá.
Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành con cá ra để ăn. Này đây nhá, thử miếng cá này trước nhá. Nào, ui dồi ôi, ngon quá ấy. Trắng chưa đấy, ui dồi ôi, miếng cá trắng thơm quá, thơm nhỉ. Và thử ngon quá, tuyệt vời luôn đấy, tuyệt vời luôn. Đây, cái nước này nhá, nước này, tưới cơm đấy, nước này tưới cơm đấy, ngon chưa đấy nhá. Đây miếng cá này thấy không đấy, miếng cơm tuyệt vời luôn này. Đây rất là ngon luôn. Đây, mời cả nhà nhá. Ngon tuyệt vời luôn. Cá dai, đậm đà, ngọt vị ngọt của nước mắm, của thịt cá, cà chua. Ăn với cơm tuyệt vời, nóng sốt. Món ngon. Các bạn xem kênh của mình nhớ ủng hộ mình là ấn vào đăng ký nhá. Ấn sub bên cạnh để đăng ký. Để mình sẽ cho ra tiếp tục cho ra những cái video về Hạ Long Bay Cruise, những cái món ngon ẩm thực ở Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Chúc các bạn có bữa trưa ngon và vui vẻ. Xin cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký giúp mình. Xin cảm ơn.